Thưa quý vị, thời gian qua, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thành đoàn Đà Nẵng vẫn nỗ lực triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy các hoạt động trải nghiệm nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đoàn viên thanh niên tại thành phố Đà Nẵng. Hành trình học sinh trung học phổ thông với khoa học công nghệ và tương lai chính là một trong chuỗi những hoạt động thiết thực như thế. Hành trình học sinh trung học phổ thông với khoa học công nghệ và tương lai được kết nối rộng khắp với học sinh trung học phổ thông tại các quận huyện trên địa bàn thành phố, được tổ chức thành từng đợt với số lượng cho phép nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch. Trong mỗi hành trình, học sinh sẽ được giới thiệu và tham quan các không gian nghiên cứu thiết kế đồ họa và xưởng phim, không gian nghiên cứu điện tử và công nghệ thông tin, các thiết bị, hình thành tư duy, điều kiện nghiên cứu về sản phẩm trong thời đại 4.0, không gian nghiên cứu hóa tiên tiến, không gian nghiên cứu, thực hành, mô phỏng y khoa. Trong cuộc tham quan trung học phổ thông với khoa học và công nghệ thì em cảm thấy rất là thú vị về những chương trình như là mô phỏng khoa học y sinh, mô phỏng về thực hành công nghệ điện tử và công nghệ thông tin. Em thấy rất là thú vị. Đây là một chuyến đi rất là ý nghĩa và có ích cho học sinh chúng em để có thể giúp chúng em được định hướng được tương lai của mình. Và em hy vọng là sẽ có thêm nhiều chuyến đi như thế này để có thêm nhiều bạn học sinh có thể tham gia và trải nghiệm như chúng em. Hành trình học sinh trung học phổ thông với khoa học công nghệ và tương lai nằm trong chuỗi các hoạt động của tháng thanh niên. Chương trình là sân chơi thú vị nhằm thúc đẩy các hoạt động trải nghiệm nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đoàn viên thanh niên tại thành phố Đà Nẵng. Đồng thời tạo điều kiện cho các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có môi trường nghiên cứu và áp dụng mô hình câu lạc bộ khoa học ứng dụng nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo của học sinh. Thời gian tới, Thành đoàn Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó chú trọng đến đối tượng đoàn viên là học sinh, sinh viên.